người vì nghi ngờ nạn nhân dùng bùa ngải sinh ba mỹ nghi ngờ nạn nhân làm bùa ngải hại người thân của mình nên đã ra tay sát hại ngày 10 tháng 1, viện kiểm sát nhân dân tỉnh hà giang cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với sinh ba mỹ sinh năm 1976, trú tại thôn cảng Tầng, xã lũng cú huyện đồng văn tỉnh hà giang về tội giết người theo điều 123 bộ luật hình sự năm 2015. trước đó vào sáng ngày 21 tháng 12 năm 2021, Công an tỉnh Hà Giang nhận được thông tin. Ông Sinh Sứ Cho, sinh năm 1945, trú thôn Cảng Tằng, xã Lũng Cú tử vong, trên người có nhiều vết thương ngay tại láng, cách nhà khoảng 10 mét. Các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Hà Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân dẫn tới cái chết của nạn nhân. Với tinh thần làm việc khẩn trương, cơ quan điều tra đã làm rõ, nghi phạm sát hại ông cho là sinh ba Mỹ. Tại cơ quan điều tra, Mỹ đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân bước đầu được xác định do Mỹ nghi ngờ ông cho làm ma ngủ hải nhằm hại người thân của mình. Sau đó, đối tượng Mỹ đến tìm gặp ông cho để hỏi cho ra nhẽ và đã ra tay sát hại nạn nhân. Sau khi gây án, sinh ba Mỹ còn nhờ một thầy cúng gần nhà cúng giải hạn để không gặp chuyện bất trắc và có thể che giấu được hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tỉnh Hà Giang tiếp tục điều tra, làm rõ. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.